Dạ, kính Lưu Nguyễn mến chào quý bà con nha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn chị Nhung Võ, có một số mặt hàng hoa giấy giao lưu cùng bà con nha. Combo 2 cây, giá mềm dễ chơi 250k và một số cái dòng xiên hoa ghép ngũ sắc. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn chị Nhung luôn ạ. À. Rồi, chào chị. Rồi chào Lưu Nguyễn ha, chào quý cô chú, anh chị yêu hoa giấy cả nước. Rồi hôm nay đến với vườn em có một số mặt hàng thanh lý giá mềm cho cả nhà dễ chơi ha. Đó là cặp giao lưu những cái cặp tím siêu bông như vậy ha. Một cặp như vậy là 250, em bao ship luôn ha. Rồi vô mã đầu tiên. Số 1. Mã số 1. Mã số 1 em xin đo đại diện một cây ha cả nhà. Tại vì này nó cũng chung với lô, nó cũng hoành từ 10 tới 11, 9, 10, 11 cả đó ha cả nhà. Hoành 10 ha, cây này cũng hoành 10 ha. Rồi, cao 63. Đây, tàn Hai tán gì nữa cây kìa. Cặp số bông 1 đang này. sum suê đế đẹp nha bà con. Rồi, cặp này em giao lưu với cả nhà, số 1 này là 250k bao ship toàn quốc ha. Đây, tàn tán sum suê. 250 cho hai cây bao ship tới nhà luôn ha cả nhà. Rưỡi cho hai cây, giá mềm dễ chơi. Tiếp theo Cẩm cặp thạch số tím 2. Cặp số 2. số 2 là tím cẩm thạch. Cái này hoành 12 ha. Này hoành 10. Cao 60. Đây, cũng 250k ha. Tàn tán bông sum suê luôn nha bà con. 250k cho hai cây luôn hết cả nhà. Bao ship tới nhà cho mình luôn nha. Rồi tiếp theo là cặp số 3. Chi tiết bà con nào mà có không rõ thì bà con hãy liên hệ với Zalo của chị Nhung nha, để chị Nhung có thể cung cấp thêm hình ảnh. Tiếp theo mã số 3. Hoành 10 ha. Cao là 58. Cặp Hai số cây 3. tương đồng với nhau. Số 3 này cũng 250k luôn hết cả nhà. Tiếp theo là cặp số 4. Cẩm thạch tím dòng siêu hoa truyền thống nha bà con. Cây đang bông sum suê. Hoành 10. Cao là 65. Cây này mỗi cây có một bo duy nhất, một cái tàn tròn hu. 250. Oh, rất là Bao đẹp ship luôn. toàn quốc hết cả nhà. Cái bo nó già, nó gần liền cốt với cây mẹ luôn này. Cặp số 5. Quanh 11. Một rễ cỏ Quanh lắc. 10. Cao 62. 250k. 250k cho hai cây luôn hết cả nhà. Ok, liền bo nào các bạn. Liền bo. Vàng dày ha. 250 cho mã số 5. Tiếp theo cặp số 6 cũng là cặp combo cuối cùng nè. Hai cây. Quanh 12. Quanh 9. Cao là 56. Tách nó ra. Tàn tán cũng xung xê hết cả nhà. 250k. Cho hai cây bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi, cặp số 6. Rồi, hết combo rồi, em giờ em lên cây đơn một cây ha. Cẩm thạch hồng Cẩm thạch gân. hồng gân. Cây này hoa hồng gân lá cẩm thạch vàng xanh. Rất là đẹp. Cây hồng gân lá cẩm thạch. Gốc dáng bay luôn ha. Gốc Một đế dáng thân bay. co lắc mã số 7. Hoành 14. Cao 65. Tán ngang là 48. Rồi góc này em giao lưu với cả nhà mình 250k bao ship toàn quốc. 250k luôn hết cả nhà.
Lúc này có lỗi đây ha. Có cái sẹo ngay đây. 250. Tiếp theo. Mã số 8. Số 8 cũng một cốt có lắc nha bà con. Cam thạch hồng gân. Một rễ một cốt. Một bo luôn. Hoành 11. Cao 80. Bán ngang 65. 250k bao ship toàn quốc. 250k bao ship toàn quốc cho cây cẩm thạch hồng gân. Mã số 8. Tiếp theo, mã số 9. Cũng là cẩm thạch hồng gân luôn hết cả nhà. Hoành 15. Cao 66. Tán ngang là 52. 250k bao ship toàn quốc luôn hết cả nhà. 250k bao ship toàn quốc. Tiếp theo, số 10. Phong tàn lùng lực luôn ha. Hoành 14. Cao 60. Tán ngang là 50. 250 luôn ha cả nhà. Mã số 10 250 bao ship toàn quốc. Tiếp theo, cành vàng lá ngọc. Mã số 11. Cành vàng lá ngọc bông đột biến đổi màu nha bà con, lúc trắng trắng lúc hồng. Một hoa nó có thể lên được hai màu. Vạch cổ là 11. Cao là 70. Tán ngang là 62. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà mình 230k bao ship toàn quốc luôn ha. 230 bao ship toàn quốc cho cây cành vàng lá ngọc. Mã 11. Tiếp theo mã 12. Cành vàng lá ngọc. Coi cây này có một bo duy nhất mà cái tàn nó cũng khá đẹp nha bà con. Còn mình muốn dày tàn về mình cắt lại, thúc vô. Hoành 14. Cao 62. Tán ngang 73. 250k. 250k bao ship toàn quốc ha. Cho mã số 12. Cành vàng lá ngọc. Tiếp theo. Số 13. Mã số 13. Hoành 16. Cao 63. Tán ngang là 63. Đây, bộ đế. Hình giống mấy cái móng cắm xuống ha, móng rồng ha. Rồi 250. Bao ship toàn quốc luôn hết cả nhà. Tiếp theo mã 14 là một cây dưa hấu đỏ. Bông xum xê luôn ha. Hoành 16. Cao 74. Tán ngang là 60. 400k bao ship toàn quốc. 400k bao ship toàn quốc luôn hết cả nhà. Cho mã số 14. Tiếp theo, mã số 15. Dưa hấu. Dưa hấu đỏ. Thế rất là đẹp hết cả nhà. Hoành 16. Cao 80. Tán ngang 50. Cũng 400k luôn ha cả nhà. 400k bao ship toàn quốc cho mình luôn ha. 400k bao ship toàn quốc cho cây dưa hấu đỏ. Cành vàng lá ngọc. Mã 16. Cành vàng lá ngọc. Hoành 15.
cao 77, bán ngang là 70, 250k bao ship toàn quốc luôn, 250k bao ship toàn quốc. Cái cây cảnh vàng đá ngọc mã 18, 16, 17. Mã 17 là cây dưa hấu đỏ. Cái này phơm lùng. Lùng lực luôn ha cả nhà. Vành 14. Cao 60. Bán ngang là 50. 240 bao ship toàn quốc luôn ha cả nhà. 240 bao ship toàn quốc cho cây dưa hấu lùng lực luôn ha. Rồi, tiếp theo mã 18 18. cây hấu đang nụ kẹo nụ luôn nha bà con. Chi chích luôn ha cả nhà. Hoành 12, cao 65, bán ngang là 59, 200k luôn, 200k bao ship toàn quốc luôn ha cả nhà. Này thanh lý giá mềm cho cả nhà mình sưu tầm về ha, bao ship tới nhà cho mình luôn. Bo là già hết trơn rồi, ghép lâu ha. Tiếp theo 19. Mã 19, hoành 12, cao 75, tán ngang là 60, 220, 220 bao ship toàn quốc luôn ha, một cốt một rễ luôn ha cả nhà. Rồi, tiếp theo mã 20, cây dưa hấu luôn ha cả nhà. Dưa hấu đang kẹo nụ nè bà con ơi, quá chừng bông luôn. Vậy mình thay chậu là tàn tán nó ra xum xuê, nó đủ dưỡng chất lại là nó sẽ mọc cành dài cho hoa chùm ha. Hoành 18, cao 70, tán ngang là 60, 400k, 400k bao ship toàn quốc ha. Dưa hấu mã 20. 20. Tiếp theo là một số tím Pháp em đã cây tàn ha. Cả nhà về có thể sang chậu mình chờ cái lứa hoa sau ha cả nhà. Cây xả tàn ha, đi nó khỏe. Vì mình sang chậu là trong vòng tầm 1 tháng rưỡi sau là nó sẽ ra hoa ha. Nó ra đọt mới là nó sẽ ra hoa theo luôn. Hoành 16, cao 83, tán ngang là 55. Cái này để em cắt tàn ha, nó còn sẽ ra nữa ha, 55 mà nó ra tàn ra rộng hơn nữa ra cả nhà. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 200k bao ship toàn quốc luôn ha, cho gốc tím bay Pháp. luôn ha. Cây này bo rất là già rồi nha con, Cây tím Pháp do mình con tàn lại cho nó dày gọn. mã 21. Khi đi những cái cây như vậy nó không có mất sức cây nha mọi người. Này nó xả tàn rồi ha, chuẩn tím Pháp cũng dễ nhìn, không có sợ lộn ha, mình không có sợ nhầm cây đâu ha cả nhà. 22, Cây này nó già bo nó muốn liền cốt luôn, dính gần bằng cái thân chủ luôn. thì thanh lý cho cả nhà mình luôn ha. Hoành 12, cao 74, tán ngang là 65. Cây này mua luôn với cả nhà mình 200 luôn ha. Phong tàn cây này là cũng rộng ha, phong tàn cắt cơi rồi mà nó còn là mét, cái này là 72 nè, gần cả mét luôn á, nó bung ra là cả mét luôn ha cả nhà, 200k. Rồi tiếp theo gốc bay luôn ha, tím Pháp một cốt gốc bay. Hoành 11, cao 73, tán ngang là 49. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 180 luôn, 180 bao ship toàn 180. quốc luôn, là mã 20,
ngày 13. Tiếp theo mã 24. 108 luôn ha. 24 nè. Cây này cũng khá là dày tàn và tròn tàn nha bà con. Mấy cái này đã già bo hết trơn ha cả nhà. Em cơi tàn lại mình sang chậu là ra tàn tán xum xơ là ra hoa ha. Thôi này em thanh lý ra rẻ cho cả nhà mình sưu tầm gì chơi ha. Tán ngang là 50, rồi cây này 180 luôn. Hoành. Đó là chưa báo luôn. Hoành 11. 11. 24, 108. Tím Pháp. Tiếp theo mã 25. 108 luôn ha cả nhà. Gốc để quắn quá luôn. Hoành 15. Cao 62. Tán ngang 50. 108 cho mã 25. 108 bao ship tới nhà được cho mình luôn ha. 26. 26 cây cái tàn tán cũng rất là đẹp. Hoành 11. Cao 77. Tán ngang là 59. Đây. Tàn tán cũng xum xê ha. 108 luôn ha cả nhà. 108 em bao ship toàn quốc luôn ha. Cho cây tím Pháp. Tiếp theo cũng là cây tím Pháp. Một cốt. Gốc bay luôn. Hoành 10, hoành 10, hoành hoành cổ là, hoành cổ là 13. Hoành thân là 8. Chiều cao là 67. Tán ngang là 68. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà mình 200k bao ship toàn quốc luôn ha cả nhà. Mã 27. Mã 27. Cái này nó liền cốt luôn nè bà con ơi. Gần liền. Gần liền luôn à. To một rồi. Cốt. Có một bo một duy nhất mà cái form tròn. 27 ha. Rồi tiếp theo 28. Là một cây điều màu. 28 đây. 28 cây thái nha bà con, thái nhiều màu đỏ vàng, không có cam, tím sen, hồng gân, hồng gân năm màu, năm màu thế cho màu cam là màu hồng gân trắng phớt hồng. Đây là màu cam có chị Dung cam. Nó chưa ra hoa ở cái đó màu cam đó. Vậy là vàng cam. Đỏ vàng cam, tím sen, hồng gân. Rồi không có trắng phớt hồng ha, nhưng mà nhìn vẫn được năm màu, có màu hồng gân nó thế vô ha cả nhà. Gốc đế bonsai luôn. Cây đang âm nụ rất là nhiều ha. Hoành 19. Cao là 75. Tán ngang là 69. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà mình 400k. 400k bao ship toàn quốc luôn ha. Cho một cái cây gốc bonsai nhiều màu luôn ha. 28. Tiếp theo 29 là cũng nhiều màu luôn. Cái này cũng đang rộ bông. Đang búp, số búp rất là nhiều nha bà con. Hồng gân nè. Tím thái nè. Hoành 18. Cao 99. Tán ngang là 68. Cây này gồm có đỏ, tím sen, hồng gân. Đỏ, tím sen, hồng gân. Ba màu. Trước mắt là mình thấy được ba màu. Ba màu hết cả nhà. Rồi cây này em giao lưu cả nhà mình 400k luôn ha. Phong tàn đẹp lắm ha cả nhà. Cây đế cũng sổ đẹp nha bà con. 400k bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo cũng là nhiều màu, lùng lực. 30. Cây này nhiều màu ha. Đỏ, cam lửa, tím sen, bên kia vàng thái, hồng gân. Nhiều màu rồi. 5 màu luôn. Rồi hoành 20. Cao 75. Tán ngang 60.
Rồi anh Liêm đếm như dùm là 5 màu hết cả nhà. Vàng, đỏ, tím sen là ba màu của Thái rồi. Thêm cam lửa là 4, hồng gân là 5. Rồi 5 màu hết cả nhà. Rồi 400 cam giao lưu cho cây pho cây ghép 5 màu lùng lực này luôn hết cả nhà. Cây này cái đấy cũng Phom khá đẹp tàn nha. lùng lực luôn ha. Rồi 400 cam bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo em còn vài cây nữa em lên mấy cái mã ghép nhiều màu này cho cả nhà mình sưu tầm luôn nha. Này thanh lý luôn. Giá mềm luôn. Mã 31. Vàng thái, đỏ thái, Hoành 18 ha. Bộ cam đấy đây. lửa, hồng gân là 4. Cao 80. Tán ngang là 70. Và tím 400k. sen đó là 5. Cây này cũng 5 màu luôn chị ơi. Rồi 5 màu 400k luôn cho mã 31. Tím sen thái, đỏ thái, vàng thái, Cây cam lửa là 4, hồng gân là 5. nó đang lên búp nụ ha cả nhà. Búp nụ chi chít trong này nè ha. Cây phơm tàn tròn dày nhưng mà chờ thời gian thêm nữa là nó rộ bông. Cái này ở khu vực gần gần mình đi trong vòng 2 ngày như Bình Dương, Vũng Tàu. Trở lại là còn hoa chơi ha. Thành phố này kia đó. Còn hoa chơi, còn ship xa nữa thì sẽ rụng hoa mình chơi lứa hoa sau ha. Cái này về mình tỉa tàn tán là tầm khoảng tháng rưỡi tới 2 tháng là nó sẽ đâm bông lại. Hoành 16. Cao 73. Tán ngang là 70. Thái đỏ, thái vàng, Mã 32. thái đỏ, thái vàng, hồng gân, tím sen. Bên đây là phải cam thái không? Cam đó. Rồi, đỏ, vàng, cam, ba màu thái, hồng gân là 4. 4 màu. Này không có cam lửa nè. Cây Rồi vừa cái này rồi không 4 có cam màu lửa. luôn ha. Phom tàn lùng lực luôn ha. 400k bao ship toàn quốc luôn ha cả nhà. 400k cho cái phom bonsai này luôn. Mã 32. Rồi tiếp theo là em lên một cây dưa hấu vàng nữa là cây cuối clip ha cả nhà. Cây cuối clip là cây dưa hấu vàng đây. Một Mã cây dưa hấu vàng. 33. Đế rất là đẹp ha. Tùy theo mỗi người mỗi cách nhìn á, nhiều người thì thích đế nam, nhiều người thích đế quái. Hoành 17, cao 80, tán ngang 70. Đây là cây dưa hấu vàng ha. Dưa hấu vàng. Dưa hấu vàng cái này nó lên lên nụ ha, lên lên nụ ha. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà mình 380 luôn. 380 em bao ship toàn quốc. Rồi cũng là cây cuối clip luôn. Chúc cả nhà xem clip thật là vui vẻ. Hẹn cả nhà vào clip tiếp theo. Rồi, em cảm ơn chị Nhung, cảm ơn bà con mình. Hy vọng bà con mình hợp nhãn chốt ủng hộ nhà vườn nha. Còn một số cây đang rực rỡ bông và nụ. Giao lưu với bà con nha. Số điện thoại liên hệ giao lưu phía dưới góc trái màn hình nha. Bye bye bà con. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo ạ.